nhậu rồi gọi Grab trở về cho an toàn. Thanh niên sốc ngang khi bị công an mời vào làm việc. Vừa đúng 5 giờ tan làm thì mấy thằng bạn rủ lai rai về ly tâm sự chuyện đời. Thanh niên nghĩ đã lâu chưa thả ga nên cũng đồng ý làm vài ly rồi bắt Grab về nhà cho an toàn. Thế nhưng đời đúng là không thể nói trước được chữ ngờ. Khi đang trong trạng thái lâng lâng giao cả tính mệnh cho shipper, cũng sắp đến nhà thì bị công an mời vào đo nồng độ cồn. Và bất ngờ chưa? Toàn thật rồi bố em mà. Nồng độ cồn của anh Grab vượt mức kịch khung. Hóa ra đây là lý do cả đoạn đường anh không mở miệng nói tiếng nào. Cú lừa này khiến Giang Cư Mận cũng phải cười muốn xỉu. Nhậu chung quán tại về trước nên sẵn đứng chờ khách gần quán này mà. Đang ngồi trong quán nhậu bật điều hướng mà có ai ngờ nó nổ đơn thật. Tưởng mặc áo Grab là bất tử, ai dè, chắc anh cũng bất ngờ lắm. Lần sau lên Grab nhớ đo nồng độ cồn cho tài xế trước rồi hẳn đi nha. Hóa ra chú Grab này đã nhậu từ buổi chiều, thấy tối đã tỉnh nên định nhận vài cú kiếm thêm. Không ngờ chưa kiếm được đồng nào đã bị phạt 7 triệu, lại còn bị giam bằng. Đúng là không có cái xui nào như cái xui này. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của thanh niên này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.